Rồi quý vị ơi, tiếp theo là bên size 379, một cái mai chiếu thủy da đen nha, lá lớn da đen nha, 350 bao ship toàn quốc nha, 350 là bao gồm cái chậu luôn nha, có chậu luôn nha, tiền ship luôn nha quý vị. Rồi cây này siêu quái luôn nha, cho quý vị coi nó quái nè nha. Đó, cái này là cái tuổi của nó là 3 4 5 tuổi rồi đó nha. Đó, mấy cái coi này ngặt chưa, đây là cái gốc của nó nè, còn trên nè. Đó, cầm lên tay cho quý vị xem luôn nha, này thấy không, thấy cái chậu không, quái không nè, cái con này ngặt lắm nha quý vị nè. Đó, quay mặt sau cho xem luôn nha. Đó, thấy không. Rồi 350 bao ship nha, cây này ngặt lắm nha quý vị, không phải dễ bẻ được cây vậy đâu nha. Đó nè, đó không, mà cái con này là không là khó ăn rồi đó nha. Đó, dễ đâu nha, cái con này khó ăn rồi nha, coi dưới này nữa nè. Rồi 350 một cây mai chiếu thủy lá lớn nha, cây này ở ngoài Bắc chơi rất là tốt nha, chịu lạnh được nha, lá to này chịu lạnh vô tư nha quý vị. Rồi 350 xuống luôn con ơi.